Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Nhai đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Plan vs Zombie 3D nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đánh bên Zombie thôi. Mình sẽ thực hiện các nhiệm vụ của bên Zombie này. Đánh bại 15 con Chomper này, sẽ kéo nó vào thôi. Cái này là rank A cộng, để sau đi. Chúng ta sẽ phải là như kiểu là hồi máu à. Acid cho con Sentit. Dùng con Sentit để hồi máu. Cái này ta sẽ để đây đi. Đánh bại tiêu diệt 15 con zombie. Không phải. Hoàn thành 15 con plan với con Im class. Build 15 zombos. Hình như là cái này để xây dựng 15 cái cổng di chuyển ấy. Rồi ok, ta sẽ tiếp tục thôi. Thì mình ta sẽ đi chơi cái phần takeover thôi để kiếm thêm tiền đã. Hôm qua mình tiêu gần hết sạch tiền. Hết sạch tiền luôn rồi. Mua pack rồi, hôm nay ta sẽ tiếp về mình sẽ đi mua mấy gói pack nữa. Mình sẽ cố gắng mua được 4-5 gói pack gì đấy để thêm đồ với thêm mảnh tướng. Mà trước tiên ta phải đi tìm trận đã. Ta sẽ vào đây và tìm một trận thi đấu nào. Rồi anh em nếu thích cái series này thì đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ luôn giúp mình nhé. Nếu có thể thì hãy comment những ý kiến và click quảng cáo để ủng hộ kênh mình. Tìm hơi lâu ta, đây rồi, có trận đây rồi. May quá, có trận luôn rồi. Cái server của Mỹ đã được sửa xong rồi nên chúng ta có thể vào rất là nhanh. Zombolis. Một cái cửa, đây lại vẫn là cửa, một là thủ ở bên thủ tấn công gì đấy. Zombie rồi. Chúng ta sẽ chơi con Breakfast Brain này. Con Breakfast Brain này thì nó thuộc cái dạng là đánh cận chiến rất là khỏe. Ở thắt lưng nó có một cái hình cốc cà phê này, còn ở trên đầu là một cái lò bánh mì. Cái này để dùng để nướng bánh mì ấy, ở bên nước ngoài hay có ấy. Rồi ta sẽ chọn con Breakfast đấy nhá. Breakfast Brain này. Cho anh em xem. Chiến thôi. Chúng ta sẽ đợi team rồi. Không có ai chơi ta. Ok, ta sẽ quay trở ra nào. Hình như là không ai chơi cái này thì phải. Return cái. Mình không, mình chọn thì như nó sang hết cái server của châu Âu rồi. Vì thế cái server ở Bắc Mỹ với Nam Mỹ là rất là vắng. Chúng ta sẽ chọn lại cái server châu Âu cái, thử xem luôn. Ok, chúng ta đã quay trở lại đây. Thì mình sẽ mở cái châu Âu ra. Đấy, mình chọn Bắc Mỹ với Nam Mỹ thì không có người chơi rồi. Select này. Euro ping nó khoảng là hơn 300. Nhưng thật ra cái trò này vẫn chơi được thôi. Ping cao nhưng vẫn chơi được. Mình thấy là nếu dụ ping khoảng hơn 200 đối với các trò khác thì nó đã giật đến lag rồi, không thể chơi được. Nhưng đối với cái trò này thì ping 300. Đấy, có trận luôn này. Vừa phát ta có trận luôn. Quá nhanh. Và ta sẽ chơi ở cái cửa Man's Base Z. Là chơi đá bóng ấy, các kiểu đấy. Đây là cửa đá bóng. Vừa vào cái thằng nói này. Và mình sẽ tắt tiếng đi. Chờ một chút nhá. Đấu thêm ra. Có những phần cái này đợi bằng lâu đấy. Cái màn hình đèn chờ rất lâu. Cần vào cái. Giờ thì mình sẽ tắt cái tiếng của cái này đi để cho nó đỡ ổn. Sau khi vào trận nó sẽ bật lên. Đây rồi. Và mình sẽ chọn con đấy thôi. Giờ sẽ vẫn chọn con Breakfast thôi. Đấy, Breakfast Brain này. Đấy, sau đấy vào ta sẽ tắt tiếng của nó đi. Và bật cái tiếng của cái game lên là được. Rồi. Chúng ta sẽ là Defense à, thủ ạ. À. Chưa gì vào đã bị đánh cho này, sấp mặt rồi này. Bên nó có cây nhá, bên nó có con cây. Lao vào đi, lao vào đi, lao vào đi, lao vào đi. Lao vào các kiểu đi. Đâu rồi, hoa hồng, nó hóa mình thành ấy rồi. Đúng rồi, hồi máu cái. Nó hóa mình thành dê rồi. Oh man. Chết ngay rồi, hay quá. Robot nó thủ được cái cửa này cho hộ mình. Có ngô nhá. Có ngô bên kia nhá. Hay rồi. Có cây, bên này có cả con cây kìa. Té đó.
Xoay đi, xoay thì thằng nào cũng chết, sắp chết rồi. Có 5 máu đấy, biết ngay là chết rồi mà. Giết được mạng nào không ta? Không giết được mạng nào luôn. Rõ ràng là quả trưởng Kame mình vào giữa cho đám đấy cơ mà nhỉ. Thôi, xong rồi, mất nhà rồi. Chưa mất, vẫn đẩy lùi ra được. Cố gắng kinh ra. Thôi, xong rồi. Ok. Không lùi bước. Sút lên. Xoay đi. Đâu. Tôi bị vướng cái này rồi. Nó bắn từ lâu kinh thế nhở. Sợ quá. Hoa hồng. Wow. Không giết được nó luôn đấy. Thật sự là khó. Toxic. Nào, respawn ra nào. Đép cửa thứ hai thôi. Con này bắn xa thì nó hơi yếu. Thật sự là bắn xa nó hơi yếu. Nó bắn ra những cái kiểu miếng bánh mì ấy. Anh em có thể nhìn kỹ thì có thể thấy là bắn ra những cái miếng bánh mì. Không lên được nhỉ. Cận chiến thôi. Tía cận chiến vào xoay thôi. Các kiểu thôi. Trước mắt là bắn á. Đây có chomper kìa. Không có plan trước thì mình bắn nó nhỉ. Bắn mấy con cây trước đi á. Hạ gục nó đi á. Bắn mấy con cây này còn khó chết này. Chứ chưa nói gì đến. Ở đây có cây, ở kia có cây. Đã kia có cây luôn. Ồ oh. Một. Đấy là cái cây nó summon ra thôi. Đâu rồi? Nó chạy đâu rồi? Robot, ôi dồi ôi, chomper băng này, chomper băng nó ở giữa ngay luôn này. Khỏe quá. Thật sự là khó công, à khó thủ quá. Nó gần chiến vào luôn cái chỗ nhà kia rồi. Nó kịp mà bay lên chứ. Vãi thật. Xong một em. Bắn đi. Không chết được thằng nào luôn. Vào đây. Hay quá, giết được một thằng rồi. Giết được một đứa rồi. Hay, yes. Giết được mấy thằng ở đây. Bắn rát quá. Vả nó. Hay rồi. Hay quá. Kìa. Chomper kìa. Ra quả Kame cái này. Tiến sắp tơ lửa. Hay, thế thêm mạng nữa kìa. Vẫn không chịu lùi bước ấy. Không chịu lùi bước luôn. Sút. Đập nó. Nó đang bất tử. Này thì bất tử này. Ôi, không kịp rồi. Nó đang bất tử. Dù có ra Kame thì cũng không thể nào mà giết được nó. Để mình xem cái bảng xếp hạng nào mình giết được mấy thằng ở đây. Đấy, giết được 3 thằng rồi. Không đến nỗi là quá là phế. Trận này. Cố lên. Mới có cửa thứ hai thôi mà. Rồi, con này bay rất là cao. Bay rất là cao luôn. Lắp súng lên để bắn à. Cái gì mình bắn à? Có con chim à? Chim quân mình mà. Mấy con plan kìa. Bắn nó đi. Đứng trên xa này thì... Ôi, có thể tụ được này. Nhưng có thể tụ được. Vỡ này. Bắn nó cắn cái thùng anh em ạ. Nó cắn cái thùng rồi. Nó chết rồi. Bắn ai. Ba máu. Xuống ngay. Sợ ngay. Không dám tiến lên vào luôn. Hay rồi, hay thế. Thằng móc đằng sau kìa. Tuyệt vời đấy. Vào đây. Hai chúng mày vào luôn. Cản luôn ở đây luôn đấy. Bên shutter kìa.
bên shutter bên này, bên này nó chết rồi. Hay thế, càn mà được là tốt rồi. Sợ mỗi jumper rồi, sợ mỗi jumper ở trong này thôi. Vẫn thủ được, vẫn thủ tốt, vẫn thủ tốt. Kìa, con đậu kìa. Đậu này, đậu lửa này. Cố gắng thủ này anh em, cố lên. Hoa hướng dương. Xoay đi. Cắn nó, đập nó. Nó bắn slow mình ạ. Ô, chết. Cuối cùng cũng đã chết. Hay quá. Thì mình không có ai hồi máu nhỉ? Có ai hồi máu mình không? Không có thằng nào hồi máu luôn đấy. Mình núp đi đã. Đã núp một chút đã. Coi bắn slow mình. Gần như mình không thể chạm vào người nó luôn. Nào, nhiệm vụ của mình là vẫn đứng đây thôi. Đứng đây để vào phòng thủ thôi. 2 phút nữa. Jumper. Rồi, mình giết được cái con gì đấy. Ơ, nó ở đâu nhỉ? Nó bắt ở đâu ta? Núp đó, còn có một máu thôi. Con rát thế nhở, ở đâu đấy? Rồi, đã hạ gục mấy cái con được summon ra đây. Không ổn rồi, cũng không hạ rồi. Tại vì là mình đam bé quá. Không có khiêng ạ. Chút này hơi khó. Đấm nó. Đúng rồi, vỡ chưa, vỡ xô chưa. Rồi, một con. Từ đợi nó vào đã, xong lại cho cái quả Kamezoko vào người nó. Từ từ nhé. Một phút nữa. Cố lên nào. Rồi, máu các kiểu đi. Không cho nó vào luôn. Đây rồi. Hay rồi. Hay thế nhỉ. Ô, mình sẽ phải bom à. Phải bom đúng không? Rồi, ok. Có may quá, có người đang hồi sinh luôn này. Hay thế nhỉ. Vào đây, các bé vào đây. Các bé vào đây luôn đi. Khách vào luôn. Còn Kame còn xoay. Chứ còn nhiều thứ. Hay lắm, robot thủ à. Này này, Kame ở giữa đi. 26 giây nữa. Đứng hết trong nhà rồi. Cố gắng thủ. Đứng trong nhà anh em ơi. Thủ đi, cố lên. Bắn này, con đậu này, bắn lén này. Bắn đâu. Định đặt tia gắt linh nhưng mà 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây rồi. Bất lực rồi, team nó không thể nào vào được nữa rồi. Và chúng ta đã chiến thắng thôi, một trận chiến thắng đơn giản. Quá là đơn giản rồi. Thế thôi, chỉ đơn giản thôi. Và chiến thắng rồi. Đấy. Chúng nó chỉ chiếm được khoảng là 2 cửa thôi. Bên plan chỉ chiếm được khoảng 2 cửa thôi. Mà mình còn đép được tận 4 cửa cơ. 12k ngay. Cộng thêm với mình còn 50 mấy k là chúng ta đủ mở được các cái gói 20k rồi đấy. 3-4 gói gì đấy. Chúng ta về mà mở nhá. Ồ, món này đẹp ta. Cái con Sunflower kìa, nhiều con vua ấy. Nó cứ đợi một cái vương miện kìa. Ta quay trở lại khu vườn nào để đi mở pack cho anh em xem. 20k một gói và sẽ là khoảng được 3 gói 60k. 60k coin. Hy vọng sẽ ra được một con plan hoặc một con zombie hoàn chỉnh. Mình có một số con thì cũng gần đủ mảnh rồi. Có con 3 mảnh, có con là 4 mảnh rồi. Thế là gần đủ đấy. Đấy rồi, anh ta về rồi, siêu nhân anh hùng. Siêu nhân, và nó sẽ quay ra đây này, mở pack thôi. Đây, và sẽ mở gói pack 20 nhé anh em. 70k. Tiền còn lại ta sẽ mua cái gói này, mua 5 gói này là được, 4 gói thôi. Ta mua 3 gói này trước. Đầu tiên là gói đầu tiên này, mở open ra nào nha. Ra gì đây? Ô, được một khẩu súng của con sách Camo Knight set của con ngô rồi. Cái này là của con Chomper này.
Trứng omelet, trứng omelet. Thầy nhờ trứng omelet. Tiếp tục nào, không được mảnh gì luôn. Mở cái thứ hai, open ra nào, ra nào, đấy. Cũng không được mảnh luôn, một cái cây cung. Cái răng qua mình có rồi mà. Archi set, cái này có rồi, dâu này. Và cái tóc à, tóc nhìn trông ngố vậy ta. Tiếp tục một gói 20 ấy nhá, chưa được một mảnh nào luôn, hôm nay rất là đen đủi, không được một mảnh nào. Đây, được thêm một mảnh nữa của con Chomper. Con Chomper gì mà đẹp nhỉ? Nhiều màu sắc quá. Cái này là cái quạt à? Quạt hình con rồng hay con gì đấy. Ồ, cái kính có cả cái đồng hồ luôn ở trước mắt luôn đấy. Hồ, kính. Kính hình ngọn lửa. Cái trống này, cái trống. Rồi ta sẽ mua một ít vật dụng liên quan đến với cái này, trồng chứ các thứ đây. Rồi. Có cái hồi máu không em? Anh ơi, có hồi máu không? Cho em cái hồi máu cái. Em cần cái hồi máu. Đây, có cái gì đây? Nhân 5 luôn. Mua một gói nữa thôi, mua được có 3 gói rồi anh em ạ. Mấy con thủ này, con Pikachu. Rồi, thì ok. Mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ với giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video về Plants vs Zombies 3D lần sau nhé. Bye bye.